tối 13 tháng 8, chung kết gương mặt thương hiệu The Face Việt Nam 2023 đã diễn ra với màn tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc, bao gồm Xuân Hạnh, đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương, Phương Vi, đội huấn luyện viên Minh Triệu Kỳ Duyên và bộ đôi Minh Toại Tú Anh, đội huấn luyện viên Anh Thư. Trong đêm chung kết, ban giám khảo tiếp tục chấm điểm các thí sinh trong vòng thi kết quốc và shooting, từ đó tìm ra quán quân chương trình. Kết thúc phần tranh tài, Huỳnh Tú Anh, thành viên đội Anh Thư đã giành chiến thắng chung cuộc. Ba thí sinh còn lại là Xuân Hạnh, Phương Vi và Minh Toại đồng á quân. Đáng nói, khi vòng chung kết đang diễn ra, nhà thiết kế Lê Minh Ngọc đã đăng tải bài viết chúc mừng tân quán quân Tú Anh. Ngay lập tức khán giả lan truyền thông tin và bày tỏ nghi vấn về tính công bằng của gương mặt thương hiệu 2023. Nhiều người nhận định chương trình năm nay đã được gian xếp kết quả ngay từ đầu. Vì vậy, ba thí sinh còn lại là Phương Vi, Xuân Hạnh và Minh Toại, dù được khán giả và ban giám khảo đánh giá cao xuyên suốt cuộc thi, nhưng chỉ dừng chân ở danh hiệu á quân. Trong đó, đa số khán giả đều tiếc nuối về kết quả của Xuân Hạnh, thành viên đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Cô nàng được đánh giá có sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi và nhận được sự công nhận ủng hộ từ cộng đồng mạng. Trao đổi với báo Thanh Niên về kết quả của gà cưng cũng như nghi ngờ lộ kết quả The Face Việt Nam 2023, siêu mẫu Vũ Thu Phương cho biết. Nói chung là em chẳng muốn trả lời thì bây giờ là em mới sử dụng kết quả đã có là nó cũng có rồi. Cái sự chỉ nghĩ rằng là cái thành công của Xuân Hạnh trong tối hôm qua đã có được cái đã chiếm được cái gọi là đã chiếm lĩnh được sân khấu tại chỗ và đã được ủng hộ rất là lớn của cộng đồng mạng, dù khi em mới chỉ là một thí sinh mới. Tất cả những kết quả khác mà chị mấy chị nghe như vậy thì chị cảm thấy rằng là nếu là kết quả là sự thật, cũng như những gì mọi người nói thì cũng hơi buồn, thật sự là buồn. Còn chị hy vọng là điều đó không phải là như vậy. Bên cạnh đó, nữ huấn luyện viên cũng bày tỏ niềm tự hào về màn trình diễn của Xuân Hạnh cùng sự đuối tiếc khi trò cưng thiếu chút may mắn để bước lên ngôi vị cao nhất. Điều mà chị cảm thấy hạnh phúc nhất, phải nói là đêm qua lúc mà chị ngồi chị xem tại chỗ thì chị cười mỏi miệng luôn, bởi vì là Hạnh đã làm rất là xuất sắc ở trong đêm. Bởi vì rằng là đây là một hành trình và một sự nỗ lực kinh khủng của Xuân Hạnh, và Hạnh đã được ủng hộ từ tại chỗ cho đến trên cộng đồng mạng thì đó là một cái điều mà quá tuyệt vời. Và kết quả không có nghiêng về phía của Hạnh thì đây là một điều thực sự vô cùng đáng tiếc mà chị cảm thấy là cũng khá là buồn. Sau khi nhận về phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, nhà thiết kế Lê Minh Ngọc đã đính chính trên trang cá nhân về việc rò rỉ kết quả của chương trình. Đến hiện tại, làn sóng phản đối The Face Việt Nam 2023 vẫn diễn ra khá gay gắt. Tuy nhiên, một số ít khán giả vẫn ủng hộ và công nhận thành tích xứng đáng của Huỳnh Tú Anh. Việc lộ kết quả thi không chỉ xảy ra ở The Face năm nay. Trước đó, The Face năm 2016, 2017 và 2018 đều lộ kết quả ở từng tập thi và đêm chung kết. Ngoài ra, dù cuộc thi khác như Giọng Hát Việt, Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam, Cuộc Đua Kỳ Thú, Vietnam's Next Top Model, Rap Việt cũng dính vào ồn ào tương tự. Chính vì vậy, khán giả ngày càng thất vọng vào các chương trình truyền hình thực tế hiện nay.